Xin chào các bạn, hôm nay kênh Bách Khoa Tri Thức sẽ nói về vô âm đạo sau não hút thai. Phá thai là một thủ thuật chấm dứt thai kỳ. Nó thường được các bác sĩ chỉ định trong các trường hợp thai phát triển không tốt, không nên giữ lại. Tuy nhiên, ngày nay, vì nhiều lý do khác nhau mà có không ít chị em vẫn có quyết định bỏ thai cho dù không có chỉ định của bác sĩ. Điều đáng nói là rất nhiều chị em không mấy quan tâm đến sức khỏe của mình sau khi phá thai, không kiêng khem chuyện chăn gối, ăn uống, không đảm bảo vệ sinh nên dẫn đến mắc các bệnh phụ khoa phức tạp. Các bệnh phụ khoa dạng nhẹ như chứng viêm âm đạo, khô âm đạo có thể tự khỏi, nhưng để nặng sẽ mang đến những biến chứng vô cùng nguy hiểm như ung thư tử cung, vô sinh. Bác sĩ Lê Thị Kim Dung, trưởng một phòng khám sản phụ khoa ở Hà Nội cho biết, phá không đảm bảo điều kiện y tế chính là nguyên nhân dẫn đến các bệnh phụ khoa. Nhiều chị em không vào viện hoặc đến các cơ sở y tế uy tín mà lại chọn các phòng khám tư không đảm bảo vệ sinh, an toàn, chất lượng để phá thai. Điều này rất nguy hiểm cho sức khỏe của người phụ nữ. Phá thai tại các cơ sở y tế không có uy tín thì tỷ lệ viêm nhiễm phụ khoa càng cao hơn. Thủ thuật phá thai nếu không cẩn thận, các thiết bị không được khử trùng theo đúng quy định sẽ làm tăng nguy cơ viêm nhiễm cho chị em. Hậu quả mà nhiều chị em phải lãnh sau khi phá thai là nhiễm âm đạo và ống dẫn trứng. Hơn nữa, sau khi làm thủ thuật sinh lý ở cơ thể phụ nữ bị biến đổi, cơ quan sinh dục bị tổn thương càng tạo điều kiện cho các loại vi khuẩn tấn công. Sau khi phá thai, chị em cần giữ vệ sinh sạch sẽ, kiêng quan hệ vợ chồng cho tới khi cơ quan sinh dục hồi phục trở lại để tránh bị tổn thương. Thế nhưng không phải chị em nào cũng biết và thực hiện đúng điều này. Chính sự chủ quan coi thường sức khỏe của mình mà không ít chị em đã bị viêm nhiễm âm đạo sau khi não hút thai. Các bệnh viêm nhiễm đường sinh dục sau khi phá thai cần sớm được phát hiện và điều trị, không nên để kéo dài dẫn đến viêm nhiễm sẽ lây lan lên vòi trứng, làm tắc ống dẫn trứng, có thể dẫn đến vô sinh. Tình trạng viêm nhiễm mãn tính lâu ngày, tái đi tái lại nhiều lần, có thể gây ra ung thư cổ tử cung, ung thư buồng trứng. Bác sĩ Dung khuyên chị em nên lưu ý giữ gìn sức khỏe khi phá thai. Nếu thấy các triệu chứng ngứa, khí hư có màu, mùi bất thường, âm đạo chảy máu, sau khi phá thai cần tới các bác sĩ sản khoa để được tư vấn làm xét nghiệm. Tuân thủ chỉ dẫn, cách dùng thuốc của bác sĩ, không nên để âm đạo bị viêm kéo dài, mắc đi mắc lại nhiều lần để tránh những biến chứng nguy hiểm. Cảm ơn các bạn đã xem video, hãy nhớ đăng ký kênh để nhận những thông tin hữu ích, ủng hộ kênh Bách Khoa Tri Thức nhé.